Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình dẫn tất cả anh em tham gia một cái event từ trên DeFi nha các anh em. Để tham gia dự án này, tất cả anh em nhận được 200 ETH giá khoảng 18 đô. Rồi để tham gia dự án, nhiệm vụ đầu tiên tất cả anh em phải làm là follow và tăng 3 người bạn nè. Rồi anh em chờ lót dự án chút xíu nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bấm theo dõi nha tất cả anh em. Anh em đi tiếp chứ comment 3 người bạn của mình nè. Chỗ này nè các anh em. Anh em test lại chiếc dẫn nè. Rồi anh em tăng 3 người bạn của mình vào cộng VS 1 A cộng tăng rõ 2 A cộng tăng qua đây tìm dư 3. Rồi anh em test lại nha các anh em. Rồi sau khi anh em test lại, anh em bắt up lên nè. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là anh em join hai kênh Telegram đó nè. Rồi tất cả anh em join vào các anh em. Rồi anh em bắt up lên nè. Anh em mở lên. Rồi nhiệm vụ thứ ba là Facebook anh em follow và chia sẻ bài viết của nó nè. Rồi anh em like cái nè. Rồi anh em lướt xuống. Anh bấm chia sẻ công khai nha các anh em. Rồi để cho anh dòng thời gian rồi anh em bắt up lên nè. Rồi anh em copy đường link chết bà lộn mà. Tất cả anh em copy cái bộ lỗ file chỗ này của mình nè. Chờ anh em nhắn không ăn anh em ơi. Anh em về chút nè. Rồi anh em sao chép nó đây anh em. Rồi anh em bắt up lại đi. Rồi anh em mở này lên là nè. Chó nó ui. Tức tận một cái. Anh em bắt đường link Facebook vô chỗ này nha tất cả anh em. Rồi đầu tiên anh Quỳnh là 141. Rồi chỗ cái phê đi nè anh em đề nghiệp mình cộng mình của đấy nghe các anh em anh 1133 nghe các anh em. Telegram của mình tất cả anh em vào setting mở cái username mình vào 1133 luôn rồi. Username theo word thì anh em vào trang cá nhân theo word của mình anh em cũng xem của mình luôn nè. Quỳnh về nè, nó chính nè. Rồi anh em mở địa chỉ với chút collab ra liền địa chỉ với nhà C20 của các anh em. Rồi anh em sao chép nè. Để chép mạng tá. Rồi anh em sao chép xong anh em mở lên nè. Anh em bắt vào đây nha các anh em. Chưa không mang tay. Cái máy này là gì? Rồi anh em bấm nút gỡ nha tới anh em. Anh em bấm nút gỡ. Rồi mình đã hoàn thành dự án tất cả anh em. Mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình và hẹn tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Cái này kiểu ngon nha anh em.